chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Đà Nẵng khó khăn khi mở cửa đón khách quốc tế. Điện Biên xác lập kỷ lục Việt Nam về thuần dưỡng và nhân giống hoa anh đào. Thành phố Hồ Chí Minh nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động đón Tết Nhâm Dần 2022. Tăng gấp đôi mức phạt không đội mũ bảo hiểm với xe máy. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108 về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Theo đó, từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 12 năm 2021 đối với các đối tượng như cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động, quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng, cán bộ xã phường thị trấn, người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật. Với sự điều chỉnh này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam dự kiến cả nước có trên 2,9 triệu người được hưởng với tổng kinh phí tăng thêm trong tháng 1 năm 2022 gần 1.052 tỷ đồng. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến trong năm 2022 sẽ khởi công nhiều dự án giao thông quan trọng quanh khu vực cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất nhằm đồng bộ với dự án nhà ga T3 của sân bay này. Năm 2022, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh sẽ khởi công 4 gói thầu dự án khu vực sân bay Tân Sơn Nhất gồm xây dựng đường nối đường Trần Quốc Hoàn, đường Cộng Hòa, hạng mục hầm chui, nút giao đường Trần Quốc Hoàn, Phan Thúc Duyện, cải tạo đường Cộng Hòa từ hẻm số 2 đường Trần Quốc Hoàn đến đường Thăng Long, mở rộng đường Hoàng Hoa Thám từ cổng doanh trại quân đội giáp sân bay đến đường Cộng Hòa, mở rộng đường Tân Kỳ, Tân Quý, gói thầu XL1. Mục tiêu dự án là kết nối nhà ga hành khách T3 sân bay Tân Sơn Nhất với hệ thống giao thông đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản triển khai công tác đón người nhập cảnh trên các chuyến bay thương mại quốc tế chở khách thường lệ. Theo đó, yêu cầu các quận, huyện, thị xã phối hợp với Công an thành phố và các cơ quan liên quan quản lý, theo dõi, kiểm tra, giám sát người nhập cảnh về địa phương theo quy định của Bộ Y tế để đảm bảo an toàn, không để lây nhiễm chéo và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Văn bản cũng yêu cầu Sở Giao thông Vận tải, Sở Y tế chủ động phối hợp, bố trí đầu mối tiếp nhận thông tin theo đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải. Trong khi đó, tại Đà Nẵng, thành phố này thí điểm mở cửa đón khách du lịch quốc tế bắt đầu từ tháng 11 năm 2021. Thế nhưng đã bước sang năm mới 2022, thành phố này vẫn chưa đón được đoàn khách quốc tế nào. Thực tế cho thấy Đà Nẵng còn nhiều khó khăn và thách thức khi thực hiện lộ trình này. Đà Nẵng đã bước sang giai đoạn 2 của chương trình thí điểm đón khách quốc tế và gần như bỏ qua giai đoạn 1 vì không thể thực hiện được. Những thỏa thuận với các thị trường khách trọng điểm như Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Nga vẫn chưa đạt được như kỳ vọng ban đầu bởi tác động xấu của dịch bệnh. Hàn Quốc một vài tuần gần đây thì là bắt đầu xuất hiện biến chủng mới và bản thân họ thì họ cũng không khuyến khích nhận du khách từ Việt Nam. Cho nên là cái thỏa thuận song phương nó vẫn chưa đạt được. Chắc chắn là các nguồn khách này trong ngắn hạn thì sẽ chưa thể nào mà phát triển nhanh được. Có thể ta phải chuẩn bị dài hơi hơn. Bên cạnh đó, các đơn vị du lịch đã được Đà Nẵng thẩm định cho phép phục vụ đón khách quốc tế cũng gặp nhiều khó khăn. Nhiều khu nghỉ dưỡng hay các điểm du lịch nổi tiếng vẫn chưa mở cửa trở lại vì e ngại dịch bệnh. Đây cũng là một trong những thách thức không hề nhỏ với Đà Nẵng trong thời gian tới. Mới đây, tại đảo Hoa Anh Đào, xã Pà Khoang, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã thừa ủy quyền Liên đoàn các nhà sáng tạo thế giới, trao đĩa vàng sáng tạo của tổ chức này và trao chứng nhận xác lập kỷ lục Việt Nam cho ông Trần Lệ, người thuần dưỡng và nhân giống thành công giống hoa anh đào Nhật Bản với số lượng nhiều nhất tại Việt Nam. Ông Trần Lệ, tiến sĩ công nghệ sinh học, giám đốc công ty cổ phần hoa anh đào Trần Lệ, có ước mơ nhân giống thuần dưỡng các giống hoa anh đào Nhật Bản tại Việt Nam, đã chọn đảo hoa trên hồ Pá Khoang thuộc xã Pá Khoang, thành phố Điện Biên Phủ làm nơi nghiên cứu cách nhân giống thuần dưỡng giống hoa này. Từ năm 2006 đến nay, tại đảo hoa, ông Trần Lệ đã nhân giống và thuần dưỡng thành công 20 giống hoa anh đào phổ biến ở miền Nam nước Nhật. Hiện tại có khoảng 30.000 cây hoa anh đào được nhân giống, trong đó có 3.000 cây đã cho hoa trên đảo. Mỗi năm một mùa, cả nghìn cây hoa anh đào bung nở khoe sắc rực rỡ, biến đảo nhỏ trên hồ Bà Khoang, thành phố Điện Biên thành điểm đến hấp dẫn của khách du lịch gần xa. Được xác lập kỷ lục Việt Nam và nhận đĩa vàng sáng tạo là sự cổ vũ lớn đối với ông Trần Lệ, người đã bỏ ra nhiều năm theo đuổi việc nhân giống hoa anh đào Nhật Bản tại Việt Nam. Ông còn mong muốn nhận được nhiều giống hoa anh đào hơn nữa, làm cho mùa hoa anh đào trên đảo Hoa kéo dài từ 3 đến 4 tháng trong một năm. Năm nay, người trồng nấm ở xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh phấn khởi vì nấm được mùa, được giá. Thời điểm này, người trồng nấm đang tất bật vừa chăm sóc vừa thu hoạch để phục vụ nhu cầu của thị trường trước, trong và sau Tết. Bén duyên với nghề trồng nấm từ hơn 10 năm về trước và đến bây giờ, ông Trương Đình Lương ở xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà vẫn luôn gắn bó với công việc này vì phù hợp với sức khỏe và đưa lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Đặc biệt năm nay, thời tiết thuận lợi, sức mua tăng, giá cả cũng cao hơn so với nhiều năm trước, nên gia đình phấn khởi, tích cực chăm sóc, kịp thu hoạch phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán. Mọi người đều rất vui vẻ hoan hỉ vì cái thứ nhất là lao động nhẹ trong nhà và tránh thủ được thời gian lao động. Thứ hai, báo tiêu sản phẩm vào năm nay nấm họ sử dụng rất nhiều. Niềm vui của ông Lương cũng là niềm vui của hơn 20 thành viên hợp tác xã dịch vụ tổng hợp trồng nấm xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà. Năm nay, hợp tác xã dịch vụ tổng hợp trồng nấm xã Tân Lâm Hương đã tăng quy mô sản xuất lên gấp đôi so với năm trước, từ 30.000 bịch lên 60.000 bịch. Nhờ sản xuất chăm sóc đúng kỹ thuật, đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm được người tiêu dùng lựa chọn nên sản xuất đến đâu, tiêu thụ hết đến đó. Còn hay mua nấm ở đấy và còn nhiều người là họ hay gửi mua đấy, thì ăn thì nấm đấy thì chất lượng, ăn là vừa sạch mà vừa cũng là rất là ngon. Hiện nay các thành viên hợp tác xã đang tích cực vừa chăm sóc vừa thu hoạch phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Một năm mới với nhiều tín hiệu tích cực đang đến với người dân làm nghề nấm ở huyện Thạch Hà, vì nấm được mùa và bán được giá sẽ mang đến một cái Tết Nguyên đán sung túc, đầy đủ hơn. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế đã đồng ý đề xuất cấp giấy đăng ký lưu hành có điều kiện cho 3 thuốc chứa hoạt chất Molnupiravir có chỉ định điều trị COVID-19. Thuốc sau khi được cấp giấy đăng ký lưu hành sẽ phải đảm bảo các điều kiện như cơ sở sản xuất thuốc phải thực hiện kiểm tra chất lượng nguyên liệu đạt yêu cầu trước khi sản xuất, đồng thời phải tiếp tục theo dõi kiểm tra chất lượng thuốc hàng tháng sau khi được cấp giấy đăng ký lưu hành và báo cáo cơ quan quản lý để giám sát chặt chẽ về chất lượng, tuổi thọ của thuốc. Cơ sở sản xuất phải tiếp tục thực hiện nghiên cứu độ ổn định của thuốc và nộp dữ liệu nghiên cứu, hồ sơ cập nhật hạn dùng để thẩm định theo hướng dẫn và yêu cầu của Bộ Hồ sơ Kỹ thuật chung ASEAN. Bộ Y tế yêu cầu các cơ quan quản lý và đơn vị chuyên môn kiểm soát chặt chẽ về chất lượng và quản lý về giá theo đúng quy định, chống biểu hiện tiêu cực, lợi ích nhóm trong việc cung ứng. Huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đang là một trong những địa phương có diễn biến dịch bệnh phức tạp, số ca nhiễm COVID-19 cao. Ngay sau buổi làm việc của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện và các địa phương đã đồng loạt triển khai các biện pháp nhằm ứng phó với diễn biến dịch, nhất là trong thời điểm cuối năm, di biến động về dân số cao. Từ ngày 26 tháng 11 năm 2021 đến nay, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ ghi nhận 23 ca bệnh, trong đó có 20 ca từ vùng dịch như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh về địa phương. Điều đáng nói, những trường hợp này đều chỉ khai báo y tế khi có biểu hiện nhiễm bệnh hoặc nắm được thông tin mình đã tiếp xúc với các ca nhiễm. Không khai báo hoặc khai báo y tế muộn đang đòi hỏi địa phương phải có biện pháp quản lý chặt chẽ các đối tượng này. Giao cho các thôn tăng cường kiểm tra giám sát các đối tượng và người đi làm ăn xa về địa bàn và phải báo cáo ngay ban chỉ đạo để ban chỉ đạo có hướng giải quyết. Giao cho đài truyền thanh tăng cường thời lượng phát sóng, thành lập tổ tuyên truyền lưu động, tuyên truyền vận động hộ gia đình có con em hoặc là người thân làm ăn xa trong các vùng dịch, thì đặc biệt là thời gian này thì không nên về địa phương. Những ngày vừa qua, các ca bệnh của Yên Mỹ chủ yếu liên quan đến các ổ dịch tại doanh nghiệp. Khi phát hiện ca nhiễm, thay vì xin ý kiến lực lượng chức năng kịp thời xử lý, các doanh nghiệp đã cho công nhân về địa phương tự khai báo y tế, khiến cho dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Trước tình hình đó, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Mỹ đã có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp phải bố trí phòng cách ly tạm thời, tuyệt đối không tự ý cho các trường hợp nghi nhiễm về địa phương, nơi lưu trú. Huyện Yên Mỹ hiện đang là vùng cam, một số xã như Liêu Xá, Nghĩa Hiệp đang là vùng đỏ. Trong khi đó, toàn huyện hiện có hơn 10.000 dân số cư học, chủ yếu là công nhân, lao động tự do. Hàng nghìn người Yên Mỹ đang sinh sống tại địa phương khác về quê ăn Tết. Nếu chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người dân tiếp tục chủ quan, lơ là, dịch bệnh có thể lây lan trên diện rộng, ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống. Không cô liên quan đến cái việc. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, số ca mắc mới trong cộng đồng ngày càng tăng. Huyện Kim Bôi đã và đang quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, huy động cả hệ thống chính trị, cộng đồng và người dân tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19, trong đó chú trọng phát huy hiệu quả của các tổ COVID-19 cộng đồng. Bên cạnh đó, mỗi người dân doanh nghiệp cũng chủ động nâng cao ý thức trong công tác phòng chống dịch COVID-19 nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt với trạng thái bình thường mới. Trong những ngày này, tổ COVID-19 cộng đồng thị trấn Bo, huyện Kim Bôi đang tích cực hoạt động trở lại tại tất cả các khu dân cư trên địa bàn thị trấn. Hàng ngày các tổ đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng, kiểm tra các hộ gia đình có người là F1, F2 để nhắc nhở thực hiện tốt các quy định trong phòng chống dịch. Kịp thời hỗ trợ các gia đình khó khăn khi phải đi cách ly tập trung, tuyên truyền vận động 100% hộ gia đình trên địa bàn ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đảm bảo đúng hướng dẫn và quy định. Với tinh thần trách nhiệm, các tổ COVID cộng đồng đã và đang góp phần quan trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới. Tổ COVID thì chúng tôi đã phân cái lịch trực theo cái kế hoạch F1 mà cách ly tại nhà ấy, chúng tôi sẽ kích hoạt cái tổ COVID là hàng ngày cũng có luân phiên là 2 người trực một ngày. Đấy, để mà luôn luôn là cập nhật và theo dõi các cái thông tin, phát huy cái vấn đề là cách ly tại nhà để giảm tải cho cái khu cách ly tập trung của huyện hiện nay đang quá tải. Thì đến giờ phút này thì thị trấn cũng đã làm tốt tất cả các cái bước. Do vậy mà thị trấn Bo là hiện tại là các cái ca F0 ở cộng đồng là không có các cái trường hợp mà lây thứ phát. Hiện nay, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khó lường, số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng trên địa bàn huyện Kim Bôi ngày càng tăng. Tính đến 8 giờ ngày 5 tháng 1 năm 2022, huyện Kim Bôi đang cách ly và điều trị 171 trường hợp dương tính với COVID-19. Toàn huyện hiện nay có 1.511 trường hợp F1 đang thực hiện cách ly, trong đó có 88 trường hợp đang cách ly tập trung và 1.423 trường hợp đang cách ly tại nhà. Cùng với việc tuyên truyền để người dân tiêm phòng đầy đủ vaccine COVID-19, chuẩn bị sẵn sàng các khu cách ly, huyện Kim Bôi đã và đang tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân, cộng đồng và doanh nghiệp trong phòng chống dịch. Tại các điểm du lịch, các doanh nghiệp cũng chủ động chuẩn bị những giải pháp để phục hồi và thích ứng linh hoạt trong trạng thái bình thường mới. Năm 2022, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến cuộc sống của đoàn viên công đoàn và người lao động. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh xác định công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động vui Tết đón xuân Nhâm Dần 2022 là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp công đoàn thành phố. Trong điều kiện phòng chống dịch bệnh, các cấp công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều sáng tạo, kịp thời điều chỉnh bổ sung nội dung, thay đổi hình thức triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên công đoàn, người lao động, đối tượng chăm lo được mở rộng hơn và đa ngành nghề. Tổng kinh phí chăm lo trong thời gian qua là hơn 400 tỷ đồng, cho là hơn 420.000 lượt đoàn viên và người lao động. Cái nguồn kinh phí mà để thực hiện chương trình này thì nó gồm có hai nguồn chủ yếu, một là cái ngân sách của tổ chức công đoàn, và hai là cái vận động từ phía doanh nghiệp và đặc biệt là doanh nghiệp tư, những cái người trực tiếp ở tại các đơn vị trực tiếp điều hoạt động. Với phương châm tất cả đoàn viên người lao động đều có Tết, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện các chương trình như phiên chợ nghĩa tình, hỗ trợ cho đoàn viên người lao động gặp khó do dịch bệnh, trao sổ tiết kiệm cho trẻ em mồ côi là con đoàn viên công đoàn tử vong do dịch Covid-19, chương trình chăm lo người lao động không có điều kiện về quê ăn Tết. Chúng tôi mong muốn là tạo ra một cái chương trình là công nhân vui Tết của thành phố để vơi bớt đi những cái nhọc nhằn, những cái đau khổ một cái năm vừa qua, và mọi người có một cái tâm thế nó lạc quan, nó lạc quan hơn trong cái điều kiện mà hiện nay còn nhiều khó khăn. Việc tổ chức các hoạt động này nhằm hỗ trợ đoàn viên và người lao động ổn định cuộc sống trong điều kiện bình thường mới, sớm trở lại làm việc sau Tết. Để đảm bảo ổn định sản xuất, đồng hành cùng doanh nghiệp, thành phố thực hiện mục tiêu phát triển đến năm 2022. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 123 năm 2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt. Tại Nghị định 123, nhiều mức phạt có tính chất nguy hiểm, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao sẽ bị tăng nặng mức phạt. Cụ thể, hành vi không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm nhưng không cài quai đúng quy cách sẽ bị phạt từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng, gấp đôi so với mức phạt trước đây. Ngoài ra, hàng loạt vi phạm khác bị nâng mức xử lý như phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng đối với xe có biển số không đúng quy định, thay đổi màu sắc của chữ số, lái xe máy không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên bị phạt từ 1 đến 2 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Cục Cảnh sát Giao thông vừa tái khởi động đề án cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số thông qua đấu giá sau gần 30 năm đề xuất nhưng chưa thực hiện được. Nếu được thực hiện, người dân có thể mua biển số đẹp cho xe của mình. Bấm được biển số tứ quý hay ngũ quý, bất kỳ chiếc xe nào cũng nhận được sự quan tâm của người dân, thậm chí ngay lập tức trở nên có giá hơn so với giá trị thực của nó. Hầu hết người dân đều có nhu cầu được sở hữu biển số phù hợp với sở thích cho chiếc xe của mình. Theo tôi, nếu mà có cái quy định về cái việc đấu giá biển số xe đẹp thì đấy là một lựa chọn rất là phù hợp đối với nhiều đối tượng. Bởi vì với một xã hội phát triển thì đấy là lựa chọn của từng người. Xuất phát từ nhu cầu của người dân, mới đây Bộ Công an đã tái khởi động đề án đấu giá biển số. Trong đó, Bộ này đề xuất thí điểm đấu giá biển số xe theo hình thức trực tuyến. Đồng thời, người trúng đấu giá biển số xe sẽ được sử dụng nhưng không được phép chuyển nhượng biển số trúng đấu giá. Mục tiêu của chúng ta trong đăng ký quản lý xe chính là nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, chính là đáp ứng được cái nhu cầu của sử dụng của người dân. Ba là ứng xử đối với lại cái biển số đó theo luật, đó chính là một cái tài sản công. Tức là thay đổi tư duy từ biển đi theo xe sang biển đi theo người. Thế còn cái yêu cầu cao hơn nữa là nó là một sản phẩm, một hàng hóa. Để như thông thường thì chúng ta phải tính toán cân nhắc rất kỹ. Hiện nay, công tác đăng ký cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ là chức năng quản lý nhà nước thực hiện theo hình thức bấm số ngẫu nhiên trên hệ thống đăng ký và quản lý xe. Do đó, nhiều ý kiến lo ngại khi áp dụng đề án thì người dân không có điều kiện sẽ không còn cơ hội may mắn sở hữu biển đẹp và sẽ gặp một số vướng mắc vào hệ thống pháp luật. Thì tôi cho rằng đây cũng là cái lo ngại hoặc lo lắng chính đáng. Bây giờ chúng ta cũng biết rằng là hiện nay với chủ trương của chính phủ, với chủ trương của Quốc hội thì cũng có rất nhiều đặt trước vấn đề thực tiễn hiện nay, có rất nhiều những vấn đề mới thì chính phủ với Quốc hội có thể sẵn sàng cùng phối hợp để giải quyết những cái vấn đề mới mà thậm chí chúng ta chưa có tiền lệ. Thế thì ban soạn thảo hoặc cơ quan tham mưu lên mạnh dạn xây dựng một cái phương thức, một cái cơ chế cấp biển số hoặc là cấp số đăng ký xe mới, và nếu như vướng ở đâu thì tôi cho rằng là có thể trình chính phủ hoặc trình Quốc hội. Như vậy, sau 5 lần đề xuất đấu giá thất bại vì vướng mắc thủ tục pháp lý, đề xuất này đã được dư luận các chuyên gia ủng hộ. Điều quan trọng, vấn đề triển khai cần phải thực hiện như thế nào để tăng tính công khai minh bạch trong cấp biển số xe và tránh đầu cơ. Nghị định số 130 năm 2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em, thay thế cho Nghị định số 144/2013 đã nâng gấp đôi mức phạt tiền đối với hành vi bạo hành trẻ em, đồng thời bổ sung mức phạt theo hướng nặng hơn đối với những ai cố tình làm ngơ hoặc vô trách nhiệm khi thấy trẻ bị bạo hành. Nghị định mới quy định phạt từ 10 đến 20 triệu đồng đối với các hành vi như bắt trẻ nhịn ăn, nhịn uống, không cho hoặc hạn chế vệ sinh cá nhân, bắt sống ở nơi có môi trường độc hại nguy hiểm, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, đe dọa trẻ em, cô lập, xua đuổi hoặc dùng các biện pháp trừng phạt. Phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng đối với hành vi không thông báo, cung cấp, che giấu hoặc ngăn cản việc cung cấp thông tin về trẻ em có nguy cơ bị xâm hại. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đối với hành vi từ chối không thực hiện hoặc không thực hiện đầy đủ kịp thời việc hỗ trợ, can thiệp với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và có hoàn cảnh đặc biệt. Hành vi tổ chức ép buộc trẻ đi xin ăn, cho thuê, cho mượn trẻ em hoặc sử dụng trẻ em để xin ăn bị phạt từ 10 đến 15 triệu đồng. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Quý vị có quan tâm đến những thông tin kinh tế tác động trực tiếp đến túi tiền của mình? Quý vị có muốn mua sắm được món đồ mình thích với giá khuyến mại sập sàn? Quý vị có muốn sở hữu những sản phẩm mới ưu việt cùng sự tư vấn sử dụng của các chuyên gia? Đầu tư vào đâu, đầu tư như thế nào để tiền đẻ ra tiền? Và rất nhiều thông tin biến động thị trường, chính sách kinh tế, kết hợp phân tích bình luận chuyên sâu, phản biện từ các chuyên gia kinh tế, các nhà quản lý, các doanh nghiệp, doanh nhân. Tất cả sẽ có trong tạp chí Kinh tế Phố Hiến, một chương trình mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên ra mắt quý vị và các bạn vào năm 2022. Một chương trình với format hoàn toàn mới, thông tin cập nhật, đa dạng và cách thể hiện sinh động hiện đại. Đó là tạp chí Kinh tế Phố Hiến, số đầu tiên phát sóng vào lúc 20h15 tối thứ Bảy, ngày 8 tháng 1 trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Hưng Yên TV Go, ứng dụng xem truyền hình, nghe radio trực tuyến hiện đại tiện ích của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Hưng Yên TV Go hỗ trợ xem truyền hình, nghe đài trực tuyến dễ dàng, nhanh chóng, tiện lợi với tin tức mới nhất và liên tục về tỉnh Hưng Yên, trong nước và quốc tế cùng kho video vô cùng phong phú. Đến với Hưng Yên TV Go, khán giả có thể theo dõi và xem lại những chương trình truyền hình mà mình yêu thích mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị có kết nối Internet. Hưng Yên TV Go cung cấp khả năng tương tác cao cho phép người dùng dễ dàng tìm kiếm nội dung, bình luận và chia sẻ với bạn bè. Tải ứng dụng Hưng Yên TV Go để trải nghiệm ngay hôm nay bằng cách nhập từ khóa Hưng Yên TV Go trên phần tìm kiếm ứng dụng, cài đặt. Ứng dụng sẽ tự động cài đặt trên phiên bản iOS và Android. Khi đăng ký tài khoản dùng ứng dụng, bạn sẽ có kho tin tức video của riêng mình, nhận thông báo về lịch phát sóng những tin tức mới nhất trên sóng của Truyền hình Hưng Yên. Ứng dụng cũng cho phép nghe chương trình radio khi đang dùng ứng dụng khác. Truy cập www.hunghientv.vn để biết thêm chi tiết. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 6 ngày 7 tháng 1 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng kết công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2021. Công an tỉnh triển khai công tác và phát động phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2022. Tập trung các điều kiện để lấy nước đổ ải vụ xuân. Lãng phí hàng ngàn chiếc nắp hố rác ở thành phố Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hoàng Văn Trà, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2021, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong tỉnh đã phát huy vai trò trách nhiệm trong công tác tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Cấp ủy các cấp kiểm tra trên 2.300 đảng viên và 928 tổ chức đảng, giám sát gần 1.700 đảng viên và trên 660 tổ chức đảng. Qua đó đã kịp thời phát hiện, chỉ đạo, hướng dẫn việc khắc phục những khuyết điểm, hạn chế của tổ chức đảng và đảng viên, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm kỷ luật Đảng. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hoàng Văn Trà ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Ủy ban Kiểm tra các cấp trong tỉnh đã đạt được trong năm 2021. Đồng thời nhấn mạnh, Ủy ban Kiểm tra các cấp cần nhận thức rõ vai trò quan trọng trong công tác tham mưu cấp ủy chính quyền và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, ngăn ngừa, khắc phục những khuyết điểm tiêu cực, qua đó tạo lòng tin cho nhân dân. Về một số nhiệm vụ trọng tâm, phải bám sát mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp đảm bảo theo đúng chỉ đạo của Trung ương, chỉ thị số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm vụ của địa phương với phương châm xử lý công minh, chính xác, kịp thời, góp phần giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương của Đảng, làm trong sạch đội ngũ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra giám sát. Thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 07. Công tác kiểm tra giám sát phải bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, phát triển kinh tế xã hội, triển khai và thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, tập trung vào các địa bàn, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, tiêu cực theo tinh thần chỉ thị số 44 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Việc chấp hành các quy định và hiệu quả công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật Đảng của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tập trung tham mưu giải quyết triệt để các đơn thư khiếu nại tố cáo phản ánh của nhân dân, các vụ việc thuộc thẩm quyền, các cấp ủy, nhất là người đứng đầu phải tổ chức thực hiện công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật Đảng theo đúng chức năng, nhiệm vụ và tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo, cấp ủy tổ chức Đảng cấp dưới, tạo sự chuyển biến rõ nét, mạnh mẽ hơn ở các địa phương, tổ chức đơn vị mình, bảo đảm thực hiện kỷ luật Đảng nghiêm minh, đúng quy định trên tinh thần là thấu tình và đạt lý, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan kiểm tra Đảng với các cơ quan thanh tra, điều tra, các cơ quan nội chính trong công tác kiểm tra, giám sát. Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trao cờ thi đua của Chính phủ cho Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy có thành tích hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2020 của tỉnh. Sáng nay, Công an tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác và phát động phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2022. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an. Năm 2021, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng phức tạp. Dịch Covid-19 bùng phát ở nhiều nơi, gây hậu quả nặng nề và ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội. Trước mắt, trên địa bàn tỉnh diễn ra nhiều sự kiện trọng đại. Công an tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, 72 trên 92 chỉ tiêu đã hoàn thành vượt mức, được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc, 3 đơn vị cơ sở được tặng cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang ghi nhận và đánh giá cao phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc của Công an tỉnh Hưng Yên trong năm 2021, trong đó nổi bật là tinh thần chủ động, đổi mới và sáng tạo, lấy công khai, dân chủ, bình đẳng là mục tiêu để thúc đẩy phong trào thi đua. Từ đó đã khơi gợi, phát huy được năng lực sở trường của mỗi cán bộ chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ, tạo khí thế thi đua sôi nổi ở ngay tại đơn vị cơ sở. Về tình hình nhiệm vụ công tác công an năm 2022, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục quán triệt nghiêm túc, sâu sắc nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, chỉ thị của Bộ Công an, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ công tác an ninh trật tự và phải cụ thể hóa vào nghị quyết của Đảng ủy Công an tỉnh và kế hoạch công tác của Công an tỉnh năm 2022. Sáng nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 7, khóa 15, nhiệm kỳ 2019-2024. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 10 điểm cầu của các địa phương. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Năm 2021, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở, đạt được những kết quả quan trọng được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao, như tham gia có hiệu quả vào công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và công tác phòng chống dịch Covid-19, hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách người nghèo được thực hiện hiệu quả, tạo sức lan tỏa rộng lớn được các tầng lớp nhân dân đánh giá cao. Công tác giám sát phản biện xã hội được Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện ngày càng hiệu quả, sát với thực tiễn. Tại hội nghị, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thông báo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã đạt được trong năm 2021. Để góp phần cùng thực hiện hiệu quả thành công các nhiệm vụ của tỉnh, đồng chí đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp tục tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận xã hội cho công tác phòng chống dịch Covid-19 theo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Đồng chí nhấn mạnh, đề nghị các đồng chí tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của việc tiếp nhận các dự án đầu tư trên địa bàn, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, để có mặt bằng để chúng ta thu hút đầu tư để phát triển kinh tế xã hội. Cái thứ hai, nó đề nghị Mặt trận Tổ quốc là phát huy hiệu quả vai trò Mặt trận Tổ quốc các cấp trong công tác phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt là phát huy mạnh mẽ cái tổ Covid cộng đồng để làm sao là chúng ta tuyên truyền ngay trong dân, sát với người dân, và tập trung hơn nữa cái nguồn quỹ là vì người nghèo, các cấp hỗ trợ để hỗ trợ người nghèo xây dựng nhà ở và phát triển sản xuất, chăm lo Tết Nguyên đán năm Nhâm Dần 2022 cho hộ nghèo theo phương châm không để một người nghèo nào bị bỏ lại phía sau trong dịp Tết. Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng thưởng cờ thi đua xuất sắc toàn diện cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên, tặng bằng khen cho 13 tập thể, 12 cá nhân, trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc cho 58 cá nhân có cống hiến xuất sắc. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc. Hiện nay, các địa phương đang tập trung chuẩn bị triển khai các biện pháp cho sản xuất vụ xuân, nhất là công tác thủy lợi, được dự báo là khó khăn so với các năm trước. Với kế hoạch gieo cấy gần 27.000 ha vụ xuân, ngay từ cuối năm 2021, các địa phương đơn vị đã tập trung nạo vét thủy lợi nội đồng đạt trên 85% kế hoạch. Theo kế hoạch xả nước của Liên Hồ Thủy Điện, các đợt điều tiết nước phục vụ gieo cấy vụ đông xuân 2021-2022, mực nước ở cả 3 đợt đều thấp hơn so với một số năm trước đây, ảnh hưởng đến hiệu quả lấy nước của một số công trình. Lấy nước đợt 3 cách xa 2 đợt so với mọi năm. Do đó, công tác điều hành nước sẽ gặp khó khăn, nhất là sang nguồn. Vì vậy, các địa phương và đơn vị đã chủ động tu sửa máy móc, khơi thông dòng chảy để lấy nước đợt 1. Những cái diện tích lớn là chúng tôi lấy ngay từ cái nước đợt 1 này. Và năm nay lấy nước là cơ bản thuận lợi, nước là rất sạch và đảm bảo được cho công tác sản xuất vụ xuân. Xí nghiệp đã tu bổ toàn bộ là 15 điểm bơm phục vụ tưới, thì đã hoàn thành 100% công tác tu sửa máy móc thiết bị công trình, cũng như là kênh mương, nạo vét đông xuân đủ điều kiện để phục vụ cho công tác đổ ải. Công ty khai thác công trình thủy lợi tỉnh đã nạo vét đông xuân gần 1.000 mét khối và sửa chữa 35 tổ máy bơm các loại để tranh thủ nguồn nước hiện có trong hệ thống sông Trục. Công ty đã triển khai bơm đổ ải phục vụ gieo cấy lúa xuân từ ngày 5 tháng 1 năm 2022 đối với các trạm bơm phục vụ diện tích lớn, tuyến kênh dài, nguồn nước không bị ô nhiễm. Năm nay, các địa phương phía Nam của tỉnh, nguồn nước sẽ thuận lợi hơn khi cống Chủ Dương sẽ được đưa vào vận hành cùng với cống Võng Phan lấy nước ngược từ sông Luộc, cấp nguồn cho các trạm bơm. Theo kế hoạch, toàn tỉnh sẽ tập trung lấy nước ở đợt 2. Trong cái giai đoạn 1 thì là chúng tôi sẽ là tập trung là chỉ đạo là thanh thải dòng chảy ô nhiễm nguồn nước. Và thứ hai nữa là tất cả chỉ đạo là các trạm mà có đủ điều kiện về chất lượng nước và mực nước là phải lấy sớm, lấy trước để tích vào trong các hệ thống nội đồng. Trong đợt 2 này là đối với tỉnh Hưng Yên là sẽ hoàn thành cái kế hoạch lấy nước đổ ải để đảm bảo phục vụ sản xuất. Năm nay lập xuân vào ngày 4 tháng 2 năm 2022, tức ngày 4 tháng Giêng năm Nhâm Dần. Theo kế hoạch, toàn tỉnh tập trung gieo cấy sau Tết âm lịch là chính. Thời vụ gieo cấy phải cơ bản hoàn thành gieo cấy trong tháng 2, nhưng không quá ngày 5 tháng 3. Đối với những vùng quá khó khăn về nước, phải chủ động lắp đặt trạm bơm dã chiến và xây dựng các phương án, biện pháp khắc phục khô hạn để bảo đảm diện tích gieo cấy đề ra. Gần đến dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu mua trái cây của mỗi gia đình lại tăng cao. Thời điểm này, một số vườn bưởi trên địa bàn xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ đang tất bật chuẩn bị thu hoạch quả bưởi cảnh cho khách. Gia đình ông Trần Doãn Sự ở thôn Nội Lăng, xã Thủ Sĩ hiện có hơn 4 ha trồng bưởi. Trong đó, ngoài diện tích bưởi diễn, bưởi da xanh, ông còn hơn 2 mẫu đất trồng bưởi cảnh. Theo ông cho biết, nhìn chung thời tiết năm nay thuận lợi và hầu hết các gốc bưởi đều sai chữ quả, nên bắt đầu từ tháng 11 âm lịch đã có thể cho thu hoạch với giá bán hiện dao động từ 10.000 đến 13.000 đồng một quả bưởi diễn và từ 25.000 đồng đến 27.000 đồng một kg bưởi da xanh. Thời điểm này, nhiều khách đã đến xem và chọn mua bưởi cảnh để làm quả biếu hoặc chơi Tết với giá dao động từ 1 triệu đến 20 triệu đồng một cây, tùy loại kích cỡ. Ngoài gia đình ông Dự, ở thôn Thống Nhất, xã Thủ Sĩ cũng có gần 10 gia đình trồng bưởi với diện tích lớn từ 1 đến 2 ha cũng đang bắt đầu cho thu hoạch và bày bán bưởi cảnh dịp Tết đem lại thu nhập cao. Xác định thị trường tiêu dùng các loại thực phẩm hoa quả trước, trong và sau Tết Nguyên đán luôn tăng cao, nên anh Phan Giang Đông ở xã Việt Hòa, huyện Quái Châu đã chủ động bố trí chuồng nuôi, chế độ dinh dưỡng, chăm sóc phù hợp với từng loại thực phẩm, nông sản. Dự kiến vụ Tết này, anh xuất bán ra thị trường hàng tấn thực phẩm và một số nông sản khác. Với quy mô trang trại rộng gần 3 ha, Anh Đông đã chủ động quy hoạch từng khu vực chăn nuôi riêng biệt và khoa học kết hợp trồng trọt và chăn nuôi. Trong đó, anh có 3 ao nuôi cá ếch đồng và kết hợp nuôi thả ngỗng. Diện tích còn lại gồm 5 dãy chuồng trại nuôi lợn và gà lai đông tảo. Hiện nay trang trại của gia đình anh có 600 con lợn, hơn 500 con gà cùng với gần 1.000 con ngỗng. Tất cả các loại thực phẩm này đều đã đạt đủ trọng lượng và chất lượng được các thương lái người dân đặt tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần tới đây. Ngoài ra, tận dụng nguồn phân hữu cơ từ chăn nuôi, anh kết hợp trồng bưởi diễn và bưởi da xanh, mỗi năm cho thu hoạch gần 5.000 quả với giá bán từ 10.000 đến 20.000 đồng một quả. Từ mô hình trang trại tổng hợp, mỗi năm gia đình anh cho thu nhập trên 4 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu giảm lượng rác thải sinh hoạt phát sinh ra môi trường, năm 2016, thành phố Hưng Yên cấp phát hàng ngàn chiếc nắp hố rác cho các hộ dân để thực hiện mô hình phân loại xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình. Tuy nhiên, do cách làm mang nặng tính hình thức, đánh trống bỏ dùi, không đánh giá đúng nhu cầu thực tế, cho nên số lượng lớn dụng cụ này bị bỏ không hoặc sử dụng không đúng mục đích, gây lãng phí tài sản nhà nước. Những chiếc nắp rác như thế này dùng để đậy hố xử lý rác hữu cơ, nhưng nhiều người dân ở xã Bảo Khê lại dùng với mục đích khác. Năm 2017, gia đình ông Giàng nhận 2 nắp rác do thành phố cấp. Song từ đó đến nay, gia đình ông không đào hố để xử lý rác, nên nắp dùng để đậy bể nước mưa và che chắn cho cây trồng. Lẽ ra các đồng chí phát cho như thế này là phải xây cái bể đựng rác riêng. Nhưng tôi ở đây tôi sợ lá lơ nó rơi xuống bể thì tôi mang ra tôi đậy vào. Không riêng gia đình ông Giàng, hầu hết 250 hộ trong thôn Đoàn Thượng được cấp nắp nhưng không sử dụng, trong khi nhà đều có vườn phù hợp để đào hố xử lý rác hữu cơ. Gia đình mình đã sử dụng cái nắp này chưa? Vẫn để như nào? Vâng, vẫn cứ để thế thôi. Cũng không dùng vật gì hết cả, thỉnh thoảng có một cái kia thì đốt mã sợ nó bay nó ấy thì bác cứ bỏ vào đấy bác đốt. Theo tìm hiểu của phóng viên, đa số người dân đăng ký nhận nắp nhưng không biết sử dụng và không phân loại rác hữu cơ với vô cơ để xử lý tại gia đình nên bỏ không. Lãnh đạo xã Bảo Khê cho biết, xã được cấp hơn 700 nắp thì 99% người dân nhận nắp về không sử dụng. Tại Ủy ban nhân dân xã vẫn đang tồn đọng hàng chục nắp. Sau khi nhận được cái nắp hố rác thì nhân dân không sử dụng được do là phải làm theo các cái quy trình đào hố và theo cái hướng dẫn để xử lý cái chế phẩm EM. Chính vì vậy mà nhân dân không có cái nhu cầu sử dụng cái nắp hố rác này. Lãng phí dụng cụ phân loại xử lý rác còn xảy ra ở xã Liên Phương khi hơn 800 hộ được cấp nắp thì chỉ dưới 10% số hộ dùng nắp để phân loại xử lý rác. Rất nhiều những nắp hố rác được xã phát như thế này nhưng mà người dân không sử dụng và vứt xó ở một góc vườn. Gia đình chúng tôi là 4 hộ được cấp 4 chiếc. Thế nhưng trong 4 chiếc đó về sử dụng thì 4 hộ đều không thấy hiệu quả, nhưng tôi xin bỏ, tức là không dùng nữa. Thu hồi tôi giá luôn, tôi chả sử dụng làm gì, không đựng được cái gì mà không làm được cái gì. Số ít hộ đã sử dụng nắp như nhà ông Toàn thì phản ánh về chất lượng của nắp không tốt, chỉ dùng một thời gian ngắn là hỏng. Nhà tôi sử dụng từ năm 2017 đến giờ, thấy là bất cập do cái chất liệu nó rỉ mục, hai nữa là không vệ sinh. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Hưng Yên cho biết, thành phố đã cấp phát được hơn 8.000 nắp cho 12 xã phường, mỗi nắp này có giá 300.000 đồng. Trước phản ánh thực hiện không hiệu quả và lãng phí số nắp trên, thành phố đã tạm dừng cấp nắp, đồng thời yêu cầu các địa phương rà soát số hộ không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích để có phương án xử lý. Vậy là hàng tỷ đồng ngân sách nhà nước đã bỏ ra, nhưng hiệu quả thì bằng không. Người dân chưa có ý thức phân loại rác, dẫn tới lượng rác phát sinh ra môi trường ngày càng tăng, gây sức ép cho công tác thu gom vận chuyển rác thải. Trung bình một ngày, toàn thành phố phát sinh gần 120 tấn rác được vận chuyển về bãi rác thành phố. Cái lượng rác thải công ty đang vận chuyển thì thấy là mỗi năm đều tăng thêm. Còn cái việc phân loại xử lý rác thì hiện tại thành phố vẫn cái việc đấy thực hiện vẫn chưa thực hiện được. Đây là điển hình của sự lãng phí nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường mà trách nhiệm trước tiên thuộc về các ngành chức năng của thành phố Hưng Yên khi cấp phát dụng cụ tràn lan, triển khai mang tính hình thức, không đánh giá nhu cầu thực tế. Mặt khác, chính quyền địa phương không hướng dẫn, không thường xuyên đôn đốc, kiểm tra những hộ được cấp dụng cụ dẫn tới người dân không mặn mà phân loại xử lý rác tại gia đình. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, trong 24 giờ qua đã phát sinh thêm 319 ca dương tính mới. Như vậy, đến thời điểm này, tỉnh Hưng Yên ghi nhận trên 7.000 bệnh nhân COVID-19 trong đợt dịch thứ tư. Trong 319 ca mới ghi nhận, đa số là các trường hợp đã được cách ly. Thành phố Hưng Yên ghi nhận nhiều nhất với 68 ca, huyện Tiên Lữ 48 ca, hầu hết là các F1 liên quan đến một số công ty may. Huyện Văn Lâm ghi nhận 53 ca, chủ yếu là các F1 trong khu phong tỏa cách ly. Huyện Yên Mỹ ghi nhận 47 ca, trong đó nhiều ca phát hiện qua sàng lọc cộng đồng và từ Hà Nội về. Thị xã Mỹ Hào ghi nhận 34 ca, đa số phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc. Huyện Khoái Châu ghi nhận 19 ca, huyện Kim Động 18 ca, huyện Ân Thi 14 ca, huyện Phù Cử 4 ca. Hầu hết là các trường hợp đã được cách ly. 14 ca ghi nhận tại một số bệnh viện tuyến tỉnh và 1 ca là phạm nhân ghi nhận tại Bệnh xá Công an tỉnh. Trước tình trạng tất cả 10 huyện, thị xã, thành phố đều phát sinh nhiều ca bệnh mới trong những ngày qua, các địa phương cần lên phương án sẵn sàng thu dung, có kế hoạch điều trị F0 tại nhà. Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Tiếp tục những thông tin về tình hình bất ổn tại Kazakhstan. Hiện nay, lực lượng cảnh sát của Kazakhstan đang mạnh tay trấn áp những kẻ gây ra làn sóng biểu tình và bạo loạn tại nhiều địa phương, dẫn đến những cuộc đụng độ gây thương vong. Và cùng với đó, giới chức Kazakhstan cũng quyết định tạm thời đóng cửa biên giới với người nước ngoài. Phía cảnh sát cho biết họ đã tiêu diệt hàng chục kẻ tấn công cực đoan khi đám đông biểu tình xông vào các tòa nhà hành chính ở thành phố Almaty đêm 5 tháng 1. Đây là cuộc biểu tình bạo lực nghiêm trọng nhất tại Kazakhstan kể từ lúc giành được độc lập sau khi Liên bang Xô Viết sụp đổ vào năm 1991. Cũng trong ngày 6 tháng 1, Kazakhstan thông báo sẽ tạm thời đóng cửa với người nước ngoài. Trong khi đó, phía Nga đã cử lính nhảy dù tới Kazakhstan, và đây là một phần của lực lượng gìn giữ hòa bình của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO do Nga dẫn đầu để đảm bảo an ninh, trật tự tại một quốc gia thành viên, theo yêu cầu của chính quyền sở tại. Cùng với việc Nga đưa binh lính tới duy trì an ninh cho Kazakhstan, phía Mỹ lên tiếng cảnh báo sẽ cùng với thế giới dõi theo những động thái này của Nga. Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng Mỹ và thế giới sẽ theo dõi bất kỳ hành vi vi phạm nào và bất kỳ hành động nào có thể tạo tiền đề cho động thái chiếm giữ các trụ sở của Kazakhstan. Phía Mỹ cũng tiếp tục kêu gọi Kazakhstan giải quyết các nguyên nhân gây tình trạng bất ổn. Trước đó, Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO do Nga dẫn đầu đã cử binh sĩ tới đảm bảo an ninh theo yêu cầu của lãnh đạo Kazakhstan do nghi ngờ có sự can thiệp từ bên ngoài. Giới chức Kazakhstan cho biết 748 nhân viên an ninh đã bị thương và 18 người đã thiệt mạng, trong đó có 2 cảnh sát bị chặt đầu trong các cuộc đụng độ với người biểu tình. Về tình hình dịch COVID-19, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo rằng Omicron đang gây ra các ca nhập viện và tử vong trên toàn cầu và sẽ là sai lầm nếu xem biến chủng này là nhẹ. Tổng giám đốc WHO cho rằng Omicron dường như ít nghiêm trọng hơn so với biến thể Delta, đặc biệt ở những người đã được tiêm chủng, nhưng điều đó không có nghĩa là nó nên được phân loại là nhẹ. Theo ông, mức tăng kỷ lục ca nhiễm biến chủng Omicron đồng nghĩa với các bệnh viện đang bị quá tải. Gần 9,5 triệu ca mắc COVID-19 mới được báo cáo cho WHO trong tuần qua, tăng 71% so với tuần trước đó và là mức tăng kỷ lục. Philippines, quốc gia có số lượng hôn nhân trẻ em cao thứ 12 trên thế giới, chính thức cấm nạn tảo hôn với mức phạt tù lên đến 12 năm và những người tham gia sắp xếp tảo hôn cũng sẽ bị phạt. Đạo luật có hiệu lực từ ngày 6 tháng 1. Theo đó, những người kết hôn hoặc chung sống với những người dưới 18 tuổi phải đối mặt với án tù lên tới 12 năm. Ngoài ra, những ai tham gia sắp xếp tổ chức hôn nhân với trẻ em cũng phải nhận hình phạt tương tự. Philippines có số lượng hôn nhân trẻ em cao thứ 12 trên thế giới với các hủ tục và sự bất bình đẳng giới cản trở sự thay đổi. Khoảng 1/6 bé gái ở nước này kết hôn trước tuổi 18. Ủy ban Quốc gia về Thông tin và Quyền tự do của Pháp thông báo phạt Google và Facebook về hành vi sử dụng lịch sử hoạt động của khách hàng nhằm phục vụ mục tiêu điều phối thông tin quảng cáo. Cụ thể, mức phạt đối với Google là hơn 169 triệu đô la Mỹ và Facebook là hơn 67 triệu đô la Mỹ. Thông báo của giới chức Pháp nêu rõ, các trang Facebook và Google đã không cho phép khách hàng thực hiện thao tác từ chối lưu trữ lịch sử hoạt động cookie một cách đơn giản như là thao tác chấp nhận chúng. Dữ liệu cookie là dữ liệu nhạy cảm, có thể cho phép các công ty theo dõi lịch sử duyệt web của người dùng để có thể gửi các quảng cáo được cá nhân hóa liên quan đến lĩnh vực người dùng quan tâm. Việc sử dụng các cookie có thể vi phạm quyền riêng tư của người dùng Internet. Tại Mỹ, có một cặp song sinh mới ra đời đúng vào thời khắc giao thừa, dẫn tới tình huống đặc biệt, Đó là dù là một cặp sinh đôi nhưng lại có ngày tháng năm sinh hoàn toàn khác nhau. Đây là câu chuyện xảy ra ở trung tâm y tế Natividad, bang California của Mỹ. Trường hợp hiếm gặp này xảy ra khi cậu bé Alfredo rời bố mẹ lúc 23 giờ 45 phút theo giờ địa phương đêm 31 tháng 12 năm 2021. Trong khi đó, cô em gái song sinh Aileen chào đời muộn hơn 15 phút, đúng vào lúc chuông đồng hồ điểm 0 giờ của thời khắc chuyển giao sang năm 2022. Sản phụ chia sẻ, cô cảm thấy đó thực sự là phép lạ khi bọn trẻ là cặp song sinh nhưng lại có hai ngày tháng năm sinh khác biệt. Trong khi đó, các nhân viên y tế ở đây bày tỏ đây cũng là một trong những ca đỡ đẻ đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của họ. Cuối chương trình hôm nay, chúng ta hãy cùng đến với những hình ảnh rực rỡ của lễ hội băng tuyết quốc tế Cáp Nhĩ Tân vừa chính thức khai mạc vào ngày 5 tháng 1 vừa qua tại Trung Quốc. Lễ hội băng tuyết Cáp Nhĩ Tân là sự kiện được tổ chức tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc. Đây là một trong những lễ hội băng tuyết lớn nhất trên thế giới và là sự kiện du lịch lớn ở đất nước tỷ dân, thường kéo dài suốt 2 tháng. Năm nay, lễ hội khai mạc từ ngày 5 tháng 1 và dự kiến kéo dài đến 28 tháng 2, lấy chủ đề Ánh sáng của Thế vận hội mùa đông thắp sáng thế giới, hướng tới Olympic mùa đông sắp diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh. Một thế giới thần tiên được tái hiện trên băng trong không gian 820.000 m2, hơn 60 cụm cảnh quan với hơn 100 công trình băng được trưng bày trong lễ hội. Hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.